Chào tất cả các bác, lại là một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TR6 mã số 2. Bên em thì chuyên máy rửa bát bán rất là nhiều. Cái chiếc này thì em bán 3 triệu rưỡi, bảo hành cho các bác 24 tháng nhé, 2 năm đấy ạ. Yên tâm sử dụng, máy siêu lành bền cho nên bên em mới dám bảo hành cho các bác như vậy. Cho nên là các bác yên tâm nhé, sử dụng. Ship hàng toàn quốc, phí vận chuyển đi toàn quốc chiếc máy này, kể cả trong các tỉnh Cà Mau hay là Kiên Giang hay là bất kể đâu thì cũng chỉ là 150.000. Hà Nội thì cũng 150.000. Bên em gửi cước đồng giá. Con máy khá là đẹp đó nha. TR6. Đây là hai số điện thoại của bên em. Hai kênh YouTube các bác xem thì bấm đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. TR6 mã số 2. Mặt mũi đã làm sạch đẹp. Nói chung là một con máy giờ bát bên em dọn cho các bác về thì được dùng thôi. Sạch đẹp cho các bác. Lưng rất là đẹp luôn nhé. Năm sản xuất 2013, 1772 series máy. TR6 siêu lành, siêu bền bỉ. Đây có lẽ là cái model bền nhất của cái dòng máy rửa bát Nhật, tức là cái dòng TR đấy, cực bền luôn. TR với TM của nó linh kiện sản xuất cực tốt. Các bạn nhìn đầu hồi rất là đẹp. Về đã vệ sinh sạch sẽ rồi, bảo hành tận 2 năm mà, các bác yên tâm. Máy rửa bát bây giờ nó quá thông dụng rồi, nó thông dụng như cái máy giặt rồi. Đấy, mình cứ mạnh dạn mua cho gia đình nhà mình dùng. Rửa hoàn toàn với nước nóng, không cần hóa chất tẩy rửa, rất là an toàn, sạch sẽ. Quay về thời kỳ rửa đồ đá của các cụ, rửa nước nóng, đun siêu nước, dội bát để rửa. Thứ nhất là không hại ra tay các bác, rửa nhiều hại ra tay bằng các xà bông. Mùi khó chịu độc hại, bám trên bề mặt bát, đũa, gây độc hại. Nói chung là ngày xưa điều kiện không có thì mình chấp nhận thôi, còn bây giờ nó cũng khá là rẻ. 3 triệu rưỡi thì em nghĩ chắc là cũng chỉ bằng một vài bữa đi chơi của một vài gia đình các bác thôi, thậm chí bằng bữa ăn. Mà một cái máy rửa bát mình dùng 5-10 năm vô tư, cả nhà đều sạch sẽ, ăn uống sạch sẽ, vợ con đều thích. Hàng Nhật siêu bền bỉ, tiết kiệm điện, Econavi. Mỗi một lần rửa máy này nó hết có nửa số điện thôi các bác nhé. Rửa chế độ tiêu chuẩn này, nước nóng 80 độ, nửa số điện và đúng 11 lít nước. Cái tác dụng của máy rửa bát này nó rửa ít hơn nước hơn là các bác rửa tay, em đảm bảo luôn 100% như vậy nhé. Điện cũng ít hơn nếu vào mùa đông các bác bật bình nóng lạnh để rửa. Thời gian sấy 30. Có chức năng giữ khô bát đũa, nhất là của miền Bắc rất là thích này. Ngày nồm miền Bắc rất là ẩm thấp. Đấy, bát đũa rất dễ bị mốc thì các bác bật cái chức năng này. Bát đũa mình rửa xong mình cứ để nguyên trong máy, mình bật chức năng này. Thỉnh thoảng máy nó sẽ làm khô bát đũa liên tục. Đấy, cho nên là bát đũa mình không bao giờ lo ẩm mốc. Đấy. Bây giờ cái điều kiện dân trí Việt Nam mình khá là sướng, là đời sống cao, cho nên máy rửa bát nó dần dần em nghĩ là sẽ là một cái đồ dùng gia đình như là tivi, tủ lạnh, máy giặt thôi. Lò vi sóng, nó không còn là cái gì nó quá ghê gớm nữa. Đấy. Chiều ngang máy là 55 phân, chiều cao mở cánh đội lên là 60. Máy Nhật dễ lắp đặt, ống cấp thoát nước đủ, cắm điện cắm nước phải chạy thôi. 6 bộ bát đũa. Và là chốt chiếc này rồi em nhé. Cảm ơn các bạn.